Giám đốc sang xem người Hàn Quốc sang xem bóng đá trận Việt Nam nhưng mà gặp ngay đoàn cầu thủ Malaysia bây giờ với xuống sân Nội Bài. Đây là các cầu thủ Malaysia vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài xong. Rất nhiều anh em phóng viên Việt Nam cũng như phóng viên Malaysia đang tác nghiệp. Trận này thua 2-0 thì chắc chú nhá. Anh em bố trí 2-0 là đẹp đấy. Đây các cầu thủ. Ông này gì mà đen thế, cao thế? Đẹp trai không em? Anh em ở đây đoán mà này. Đừng nóng tay ở đây rồi. Đang ở sân bay. Cầu thủ sang đông đấy nhỉ? Xin chào. Những cổ động viên và cầu thủ của đội Ma Lai đang sân đấu. Hello, hello. Hello, xin chào. Phải luôn đấy. 2-0 nhá. Trận này thua 2-0 nhá.